Ok, chào mọi người. Hôm nay lại lên tiếp một lô hàng phụ kiện nha mọi người. Thì lô hàng phụ kiện này đa phần là những hàng từ Nhật về. Đây, vài cái bạch lửa dít hết nè, nguyên vàng dưới đây. Trên đây là mỏ mềm nha mọi người, mỏ mềm. Cho đây là lửa gamma cao su và phần cuối cùng sẽ là lửa không ngạnh, lửa chiên về cho anh em là câu đài, câu ao, câu hồ. Rồi, đến shop vô cụ thể từng món người xem sẽ bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không clip sắp lên đó thì anh em gửi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Nên mọi người mã số 1 thì mã số 1 lên cho mọi người là một hai quỷ dứt thép luôn này, hai mỹ mồi dứt thép thì có một quỷ là 4g và hai một quỷ là 3g. Đây, lữ này là lữ của hãng tem đây qua một hãng nội địa Nhật nhé. Thì một bịch này thì nó có 1 2 3 4 cái nha mọi người, 4 cái. Thì cái một cục này thì nó sẽ nặng là 3g. Bịch này nó sẽ nặng là 4g. Bịch này cũng được 4 cái luôn, 1 2 3 4. Đây, nó có hướng dẫn móc mồi này mọi người. Đó. Thì một túi này thì mình bán với shop bán với giá là 45k nha mọi người, 45k một túi. Mã số 1. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 lên cho mọi người vẫn làm lượng dít hết. Thì cái này là một loại dít hết nặng chỉ có 1.5 gram thôi nha mọi người. Cái này anh em có thể về lô suối lúc nào, lô suối rất là ngon, lô suối cà phê, cà ao, cà đầm đó. Thì loại này thì mình có một xe một thôi, 1.5 gram nha mọi người, sẽ có một xe một thôi, 1.5 gram. Và một túi nó sẽ có 1 2 3 4 cái nha mọi người đó. Của hàng Daiso. Đó, loại này mình cũng lấy từ Nhật về. Đây, nó có hướng dẫn móc lửng nè. Đó. Rồi, giá công khai một túi này sẽ là 45k nha mọi người, mã số 2, 45k. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là lên mọi người vẫn là một túi lửa dít hết. Thì túi này nó nặng là 1.8g nha mọi người, nặng 1.8g. 1 2 3 4 5. Thì cái này túi này sẽ có 5 lửng. Đó. Lửa này cũng lấy từ Nhật về luôn nha mọi người. Đó. Đa phần mình lấy sẽ lấy hàng lô nên nó không có số lượng nhiều, chỉ một túi nữa, một clip này chỉ có một túi này thôi nha mọi người, chứ không phải có nhiều. 1 2 3 4 5. 5 cái. Nặng 1.8g. Rồi, giá công khai vẫn vậy, 45k nha mọi người. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 nó sẽ nặng một tí. Thì mã này nó là lửng này nó nặng là 6g nha mọi người, 6g. Đây, mồi đây. Đó. 6g và có 1 2 3 4 4 túi luôn nha mọi người. Đó, 4 túi. 4 cái nha mọi người. 4 cái lửng. Đây, nó hướng dẫn móc đây. Đó. Form là của Nhật nè mọi người, từ Nhật về nhé. Rồi, giá công khai một túi này giá sẽ là 45k luôn nha. Mã số 4, 45k. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì cái này nó sẽ nặng rồi. Cái này sẽ nặng như cái này nặng là 5.2g mọi người, nặng 5.2g và nó có 1 2 3 4 5. 5 lửng nha mọi người, sẽ có 5 lửng. Đó là lửng lấy từ Nhật về. Đây. Sepen nhé. Đây nó hướng dẫn móc nè. Đó. Rồi, giá vẫn vậy mọi người, 45k. Máy lửng này thì siêu bén luôn nha mọi người. Đó, rất là bén. Đó, về cho anh em câu hết. Câu đầm. Đó, anh em dứt trụ điện cũng được, rất là êm nhé. Mã số 5 vẫn là 45k nha mọi người. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 thì lên cho người một cái lửng dứt hết của Gamakatsu nè. Đó, Gamakatsu hay là địa Nhật. Và lửng này nó nặng là 1.8g. Đó. Sẽ có là 1 2 3 4 5. 5 lửng nha mọi người. Đó, đây hướng dẫn móc đây. Đó. Rồi, giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 45k nha, 45k một túi. Thì giá mình báo trên clip chỉ chưa bao gồm phí ship nhé. Phí ship một đơn hàng bên mình sẽ là 30k. Anh em mua một túi mình quản ship. Đó. Tiếp theo mã số số 7. Thì mã số 7 lên cho người vẫn là lượng dít hết. Lượng này nó sẽ được là 1 2 3 4 5. 5. 5 lượng nha mọi người. Và lượng này nó sẽ nặng là 5.2g. Đó.
lữ này lữ nội địa, cái này còn siêu luôn nè, hàng chưa sử dụng. Đó. Rồi giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 45k luôn mọi người, mã số 7 45k, mấy lữ này bẻn lắm. Tiếp theo mã số 8, đây mã số 8 đây cho mọi người, vẫn là lữ dứt hết, lữ này cũng từ Nhật về luôn. Đó. Thì lữ này nó sẽ được là 1 2 3 4 5, 5 lữ nha mọi người. Đó, đây chì nó, cái này nó sẽ giữ, nó có cái móc cái này nó giữ con mồi lại cho mình. Đó. Thì lữ này nó sẽ nặng là 1.75g mọi người, nặng 1.75g. Rồi. Giá công khai mã số 8, giá vẫn là 45k nha, 45k cộng ship mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 lên cho người vẫn là một lữ dít hết. Lữ này vẫn là của Nhật. Đây, hàng từ Nhật rồi, Mercedes-Benz. Lữ này đẹp nè mọi người. Đây. Form lữ nó thế này. 1 2 3 4 5, 5 cái mọi người. Lữ này nó nặng là 1.5g. Thì lữ này anh em về câu lũ suối được nè, đó lũ suối. Anh em câu đầm, câu ao. Đó. Rồi, giá cũng vậy, 45k mã số 9. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 lên cho mọi người là một lữ dít hết. Lữ này form là của Nhật. Đó, sản xuất tại Philippines. Đây, nó hướng dẫn móc mồi nè, đó. Thì lữ này nó nặng là 0.5g thôi nha mọi người, nặng 0.5g thôi. Đó. Bén lúa suối, lúa ao, lúa đầm. Câu phi, câu cá mưng. Đó. Dứt trụ điện. Rồi, mã số 10, giá công khai vẫn vậy nha mọi người, 45k. Đó, có 5 cái. Tiếp theo mã 11. Mã 11 lên cho mọi người là lữ của Gamakatsu. Và cái này đã được sử dụng rồi nên chỉ còn có 4 con, 3 cái thôi mọi người. Và đặc biệt là cái này nó sẽ dạ quang nhé. Đầu này nó dạ quang nè. Anh em là coi buổi tối nó thuốc con mồi. Đó. Và lữ này nó sẽ nặng là 2g, được 1 2 3 3 con. Rồi. Giá công khai mã số 11, giá là 30k. Tiếp theo mã số 12. Mã số 12 thì cũng vẫn của Gamakatsu. Đó. Mã này thì nó chỉ có 2 cái lửng thôi nha mọi người. Đó. Nặng là 3g. Rồi, giá công khai vẫn vậy, giá vẫn là quả số 12, giá là 25k. Đó. Tiếp theo mã số 13. 13 lên cho người vẫn là một lữ dít hết. Lữ này thì 1 2 3 4 4 cái nha mọi người, 4 cái. Và lữ này nặng sẽ là 10g. 10g này thì anh em dít trụ điện được nè, dít trụ điện ngon lành. Đó. Tên anh em câu đầm. Đây, tên của nó đây. Đó. Cuti qua nhìn nè mọi người. Đó. Lữ này vẫn là của Nhật về nha mọi người. Đây, form là mắc. Form là của Japan nè. Đó. Đây, China vậy nè. Đó. Rồi, giá công khai một tối này giá là 45k luôn nha mọi người. Đó, lượng chúng ta sử dụng 45k. Tiếp theo mã số 14. Thì 14 là cho người là vẫn là lượng dít hết. Lượng này được 1 2 3 3 cái nha. Đó, vẫn là 12g. Thì mã này về được 2 túi nè. Đó, còn bấm còn chưa sử dụng nha. Đây. Đó. Thì giá công khai vẫn vậy nha mọi người, mã số 14 giá vẫn là 45k. Cái này nặng là 12g nhé. Mã số 14 nặng 12g, giá 45k cộng ship. Tiếp theo mã số 15. Mã 15 lên cho người vẫn là một lượng dịch hết từ Nhật về. Cái này nó sẽ có màu xanh, cái này như dạo quang hay gì đó. Xanh dạo quang. Và lượng này nó sẽ có 1 2 3 3 cái. Và cái này nặng sẽ là 10g nha mọi người, nặng 10g. Rồi, giá công khai vẫn vậy, mã số 15, giá vẫn là 45k. Tiếp theo mã số 16. 16 lên cho người là một lữ dít hết. Đó. Lữ có hàng owner. Hàng owner này hàng của hàng nội địa Nhật nha mọi người. Thì cái này được có 1 2 3 4 4 cái. Và lữ này nó sẽ nặng là 1.16g, nặng là 1.8g thôi nha mọi người, nặng 1.8g. Rồi, giá công khai mã số 16 giao bán là 45k. Đó.
Tiếp theo qua đây, ở đây mã số 17. 17 lên cho mọi người là một lữ dít hết. Lữ này của hãng Kencat sản xuất cho mọi người. Đây Kencat và nặng là sẽ là 5g. Lữ này mình lấy ra coi nó rất là ngộ ngộ mấy cái form lữ kia. Đây, nó dẹp dẹp thế này. Đó. Đây, đó. Và lữ rất là bén nha. Cái lữ này sẽ được 3 cái thôi nha mọi người. Bây giờ. Lữ này sẽ được 3 cái thôi. Nó dạng mút mồi đây đó. Rồi, giá công khai mã số 17, giá là 45k người, nặng 5g. Tiếp theo mã số 18, mã số 18 lên cho người vẫn là lượng dít hết đây, ở đây 1 2 3 4 5, 5 cái. Và cái này nó nặng là 7g nha người, nặng là 7g. Hàng hình như là chưa qua sử dụng, nặng 7g. Rồi giá vẫn vậy, mã số 18 giá vẫn là 45k. Tiếp theo mã số 18 này, mã số 19. Mã số 19 lên cho người lo lượng dít hết của đây qua. Và cái này nặng là 21g. Cái này anh em tính gần được nè. Đó. 24g và cái đầu của nó thế này. Nó có anh kim nhá. Đó. Cái này chỉ có hai con thôi, 1 2. Bên Nhật nó họ bán là 603 yên, nó ra tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 100 ngoài. Rồi, giá shop bán, giá mã số 19, giá là 55k nha mọi người, 55k mã số 19. Đó, hàng của đây qua. Hàng từ Nhật về. Được 2 cái thôi. Được 2 con. Tiếp theo qua đây. Ở đây mã số 20. 20 thì sẽ là quay cái lữ cho anh em có mồi mềm. Thì lữ này của vẫn là từ Nhật về. Đây, lữ móc mồi mềm nè. Đó. Đây, form lữ nó đây. Và lữ này mã số 20, giá cũng là 45k nha người. Lữ này một túi 8 cái, 45k. Tiếp theo mã 21. 21 là lữ của Gamakatsu. Đó. Vẫn là lưỡng cho anh em móc mồi mềm nè. Đó. Rồi giá công khai mã số 21, giá là 40k những người. 40k mã số 21. Tiếp theo mã số 42. 42 lên cho người là một lữ lông. Lữ lông này bên Nhật họ tâm sẵn rồi. Đó. Sẽ được 1 cái 2 3 4 5 6 năm sáu mọi người, 6 cái. Thì anh em về câu lưới lông thì anh em tóm vào, tóm dây vào cộng thôi. Đó. Rồi, giá công khai một túi này sẽ là 25k nha mọi người, mã 22 25k. Tiếp theo 23. 23 vẫn là lưới lông nha mọi người. Đó. 23 giá vẫn vậy nha mọi người, giá 25k. Mã này được có mấy túi, mấy lưỡi nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 90 lưỡi nha mọi người. 90 lưỡi gì ạ. Rồi, giá vẫn là 25k, mã số 23. Tiếp theo mã số 24. 24 lên cho người vẫn là lưỡi lông. Đó, mã này thì nó sẽ được 1 2 3 4 5 6 7 7 cái lưỡi nha mọi người, 7 lưỡi. Và lưỡi này làm rất là đẹp. Đó, sau đuôi nó sẽ có ánh kim tuyến thu hút cá. Rồi, giá công khai cũng vậy mọi người, mã 24 giá 25k cộng ship. 25 thì vẫn là lưỡi lông đây. Đó, sẽ có 1 2 3 4 5 6 7 7 cái. Đây, đuôi nó thế này. À, rất là đẹp nha, họ làm rất là kỹ. Rồi, giá vẫn vậy mọi người, mã 25 giá 25k. Tiếp theo mã 26. 26 thì có 1 2 3 4 5 6, 6 cái mà được cái này nó có đuôi kim tuyến và cái này nó hơi sụt sụt tí. Đẹp hơn. Đó. Rồi giá mã 26, giá là vẫn là 25k nha mọi người. Đó, lưỡi lông. Tiếp theo qua đây, qua đây là mồi mềm nhé. Tiếp theo mã số 27. 27 lên cho người một bịch mồi mềm. Cái này nó đủ nha, 1 2 3 4 5 6 7 7 con. Đó, 7 mồi mềm. Cái này hình như có dạ quang không ta, không nhớ kỹ nữa. Đây đó, để móc mồi
mà mềm nhiều ngay. BTS nè, đó. Giá nó bán tại Nhật ra tầm khoảng 567 yên, ra tầm khoảng gần 100.000 từ Việt Nam. Rồi, giá bán Việt Nam nữ giá 50k anh ơi. Đó, mã số 27 50k. Tiếp theo mã số 28. 28 thì nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 con thôi nha mọi người. 6 con, bắt hết con rồi. Đó. Giá muốn vậy mọi người, giá muốn là 50k, mã số 26. Mọi miền đó. Có BTS. Tiếp theo lên đây. Lên đây của mã số 29. 29 lên cho người là một túi mồi mềm. Thì con mồi này bự nha mọi người. Đó. Cái này của Suzuki nè, đó. Con này dài là 9.6 inch. Đó. Mồi rất là đẹp, có ánh kim phản quang, đó, cho anh em câu. Rồi, giá công khai mã số 29, giá vốn là 50k nha mọi người, 50k mã 29. Tiếp theo mã số 30. 30 lên cho người dài túi màu mềm, màu giống màu sum nè. Đó. Và nó có đuôi. Đây, đó. Đây, nó có cái đuôi này nè. Đó. Quay nó thu hút cá rất này dễ nha mọi người. Đây, ở đây. Đó. Rồi, giá mình bán mã số 30, giá 40k nha mọi người, 40k mã 30. Tiếp theo mã 31. 31 là mấy con tròn tròn này thì mình cũng không biết gì luôn. Đó. Sao mình sẽ báo vậy? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con. Đây nó hướng dẫn móc đây, hả bà con. Đó. Đó, mấy tròn tròn đây. Rất là ok ha. Rồi, giá công khai mã 31, giá là 40k. Tiếp theo mã số 32. 32 thì vẫn quậy thăm mọi người. 32 nữ này, con màu mềm này sẽ có cái đuôi và nó sẽ thu hút cá. Đây, cái đuôi. À, khi anh em lùa nó sẽ quét quẩy thu hút rất là thu hút cá luôn nha. Rồi, giá công khai mã số 32, giá là 40k luôn nha. Mã số 32 40k. Mã số 33. 33 lên cho người là lượng của thằng Bạc Lây. Đó. Thì cái này chỉ có 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con, 7 con thôi nha. Mắt hình con nè. Đó. Đây là con chun, con bọ gì đó. Nó sẽ có mấy cái râu nè. Đó. Sẽ có mấy cái râu này. Đó. Rồi, giá công khai mã 33, giá là 50k nhé. Tiếp theo mã số 36. 36 là mấy con jun. Jun nó có cái đuôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 con nhé. Rồi, giá công khai mã 36, giá 40k nhé. Tiếp theo mã 37. 37 là sẽ có lồng sộm luôn. Có con rớt nè, con rớt này mấy con dung nhỏ nè. Đó. Đó. Mã này với giá của hãng Yamamoto sản xuất nha mọi người. Rồi, mã 37 giá 40k luôn. Tiếp theo mã số 38. 38 là con dung, mấy con dung nó có đuôi nè, đó, giống như mấy con trước thôi. Đây, hình ở đây, đó. Cho anh em móc lưỡi tròn này. Lỡ này, đó. Hình, thôi lỡ này, lỡ này là chỉnh. Đây, lỡ này là chỉnh bừa nó luôn nè, đó. Móc vào, cầu. Rồi, giá công khai mã số 34. 38 nha mọi người, mã vẫn là 40k nha mọi người. 38 giá 40k. Tiếp theo đây là mã số 39. Thì bản 39 là một cái thẻo công. Và thẻo này nó có quấn dạ quang nè. Đó. Hai cọng dây này sẽ dạ quang nha mọi người. Dạ quang khi mọc tối. Đó. Nó quấn phản quang đây. Lưỡi thì lưỡi rất là bén nè. Lưỡi xịn. Và dây sẽ là dây carbon. Đó. Mà ní đây. Đó. Thẻo này thì câu cá biển rồi. Cũng không biết câu cái gì luôn. Đó. Mà giả
Rồi, giá mã 39, giá là 45k này, 45k mã số 39. Tiếp theo mã 40, mã 40 sẽ là lữ Gamakatsu. Và lữ này họ sẽ gắn mấy cái hạt chặn này mọi người, hạt chặn này hạt mềm nhé. Hạt này là hạt phản quang nha mọi người, dạ quang nhé. Bữa tối nó sẽ dạ quang lên. Đó. Và lữ này sẽ là lữ số 13. Đó, lữ số 13, lữ Gamakatsu. Cái này anh em móc ngồi vào cầu buổi tối rất là xịn nha. Nó có màn ý cho mọi người luôn. Đó. Cái này là có hai thẻo nha. Một thẻo là ba lữ, hai thẻo. Rồi, giá công khai, giá mã 40, giá là 20k nha, 20k mã 40. Tiếp theo mã 41. 41 lên cho người là một túi lữ của Gamakatsu, lữ này lữ tấm sẵn nhá. Lữ này từ Nhật về. Dây sẽ là dây carbon, dây số 6, lữ sẽ lữ số 17. Đó. Thì loại này nó sẽ dài là 2m nha mọi người. Thẻo này nó sẽ dài 2m. Mình lấy ra mình xem, anh em xem lữ. Thì một túi này nó sẽ có là 1 2 3 4 5 lữ nha mọi người, 5 lữ. Và lữ này nó sẽ có ngạnh ngược luôn nè, đó. Thì mấy cái lữ cái ngạnh ngược này nè, thì anh em câu mấy con tôm, mấy con mồi sống á, nó sẽ giữ con mồi lại. Đó, đây, có ngạnh ngược nha mọi người. Đó, rất là bén. Nó sẽ giữ con mồi lại cho đừng con mồi nó bị rút đi á. Đây, đó. Câu mấy con mồi sống thì tiện hơn. Đó. Câu tôm, câu mấy con hà, mấy con trùng biển. Đây, nó có lưỡng ngạnh ngược sau lưng nha mọi người. Để mình đo vào sale tập cho mọi người xem. Đây, lưỡng này sẽ là lưỡng số 17 của Gamakatsu. Đó. Cái này về cho anh em đi săn hàng rồi. Đây, đó. Thẻo này sẽ dài 2m nha mọi người. Thẻo này sẽ dài 2m. Dây carbon, dây số 6. Rồi, giá công khai một túi này á, một túi này giá công khai sẽ là 20k nha mọi người. 20k. Đó. Tiếp theo mã số 42 quán vậy. Lửng này là lửng số 16, 18 nha mọi người. Lớn hơn lửng kia một tí và có ngạnh ngược nè. Đó. Dây số 7. Thẻo này cũng dài là 2m. Rồi, giá công khai quán vậy mọi người. Giá cũng là 20k. Và một thẻo này sẽ có 5 lửng nhá. Một bịch này sẽ có 5 thẻo. Đó, giá là 20k nha mọi người. Anh em về dây carbon này thì rất là xịn này. Đó. Và lữ rất ok. Rồi, mã số 42 giá vẫn là 20k. Tiếp theo mã 43. 43 lên trong người là một vài túi lữ của hãng Gamakatsu, hãng nội địa Nhật. Thì lữ này là lữ số 16 nha mọi người, lữ số 16. Và một túi này nó sẽ có là, để xem. Lữ này từ Nhật quay, một túi này sẽ có 12 lữ mọi người, một túi này sẽ có 12 lữ. Và lữ này sẽ có ngạnh ngược, đó, hai ngạnh ngược, đó, đây, và gọng nó sẽ gọng dài, đó, cho anh em nào câu mồi mà câu bằng mực sống á, là câu tôm, câu mấy con hà biển, thì nó khó bị mấy con cá giục, rất là khó, mấy con cá mà giúp mồi á của mình á rất là khó, đây, xây lữ của nó đây, đó, để về cho anh em săn hàng nhé, gọng dài. Đây, đó đây. Thì một túi này mình bán với giá sẽ là 30k mọi người, 30k một túi. Về được số lượng ít thôi chứ không nhiều, vài túi thôi nha mọi người. Đó. Giá là 30k nhé. Mã số 43. Tiếp theo mã số 44. 44 lên cho người vẫn là lữ Gamakatsu và lữ này là lữ hoàng. Đó. Lữ này xe số 18 người, để số 18, xe số 18. Và một túi này sẽ có 11 lữ nha mọi người, một túi này sẽ có 11 lữ. Lữ này thì cực kỳ dày, dày và bén.
Đây. Lử rất là dày nha mọi người. Đây, xong lử đây. Rất là dày. Để mình để ô tập đo mọi người. Thì ô tập của mình đo là sẽ là 8 mm nha mọi người. 8 mm. Đây, nó đây. Lử này thì chuyên về cho anh em là săn hàng này, là săn hàng. Rất là bén nha. Anh em câu 5 câu biển. Rồi, giá công khai mã số 44, giá là 30k luôn nha, 30k một túi. Thì cái này mình cũng về cũng vài túi thôi nha mọi người. Đó, mọi người cứ ai nhanh tay thì chốt, mình sẽ để người đó. Tiếp theo mã số 45. 45 lên cho người vẫn là lưỡi vàng của Gamakatsu. Thì lưỡi này về cho anh em là cầu hanh cô cháp nè. Đó. Thì cái này sẽ là xây số 12 và một túi này sẽ có 14 lưỡi nha mọi người. À, một túi sẽ có 14 lưỡi. Này, để vào ô tập cho mình xem. Cái này chỉnh cho anh em câu hanh câu cháp luôn. Đó. Đó đây. Lưỡi này thì dày, dày bén và cứng. Đó. Vậy nhé. Rồi, giá công khai một túi này sẽ là 25k nha mọi người. Tiếp theo mã số 46 47. 46 47 là lưỡi Gamakatsu. Một cái là cái size số 2, một cái là số 3 nha mọi người. Đó. Thì lưỡi trắng này sẽ được 13 lưỡi và lưỡi vàng này sẽ được 9 lưỡi thôi nha. Thì lưỡi size số 3 này sẽ lớn hơn lưỡi size số 2 một tí thôi, để mình đo lưỡi size số 3 cho mọi người xem. Mã số 47 46 47 đây, mã số 46 đây, 47 đây. Hả? Lưỡi gọng vuông chuyên về cho anh em câu hanh câu cháp. Đó. Anh em câu cá chép cũng được, câu cá chép mà câu đại thì câu lưỡi này cũng rất êm. Rồi, giá một túi này sẽ là 25k nha mọi người, 25k một túi. Lưỡi này cũng rất là dày. Đây, dày và cứng, bén nữa. Lưỡi của Nhật thì khỏi bàn, thì chất lượng rất là xịn. Rồi, giá công khai, giá là 25k nha mọi người. Mã số 46 25 47 25. Tiếp theo mã số 48. Thì 48 ra cho người là một lưỡi của hãng Gamakatsu luôn. Đây. Và lưỡi này thì chuyên về cho anh em nào câu hanh, câu phi, câu gô đồng. Đó, lưỡi này câu gô đồng rất là ngon. Mình đang câu lưỡi này nè mọi người. Đó. Thì lưỡi này nó có vô túi sẵn như vậy, một túi này sẽ có 20 lưỡi nha. Đó, để xé ra cho người xem luôn. À, để đo vô cái này. Đó, thế này. Đó. Mày xé nó bị giục rồi, đâu mất tiêu rồi ta. Mày xé cái này cái. Đó. Cái này là chỉnh về co anh em câu vô đồng luôn nha. Lưỡi họ gói rất là khéo. Đây, lấy cái này ra được rồi. Lấy cái mẫu ra là ok. Đây. Sẽ lưỡi nó đây mọi người. Đó, để cho anh em là câu vô đồng. Đó. Chuẩn gô đồng luôn, lưỡi này là chuẩn gô đồng cho mọi người luôn. Đó, câu phi gô đồng đây. Đó. Rồi, giá công khai một túi này thì nó sẽ là 25k cho mọi người, 25k một túi. Đó. Trả lại cũ thôi được không? Ok, giá 25k một túi nha mọi người. Lưỡi Gamakatsu, lưỡi 20 lưỡi. Tiếp theo qua đây, cái đây mã số 49 và 50. 49 và 50 sẽ là lưỡi của hàng Siemens gì nè mọi người. Đó. Lưỡi là lưỡi carbon nha mọi người, hai bao carbon nè, đó. Lưỡi của hàng Nhật sản xuất.
thì mình về được hai xe thôi, xe số 3 và xe số 5. Đó. Lượng carbon thì nó sẽ là rất là cứng. Cứng khi nó cứng nhưng mà nó dạng nó không có quát nữa, nó gãy nên là gãy ngang luôn à. Đó. Đó là nhược điểm của nó. Và nó nhẹ, cứng và nhẹ. Đây, mình đo xe lửa cho mọi người xem. Đây là mã số 49 và mã số 50 nha. Đó. Lửa này anh em câu hành cháp được nè, hành cháp cột chép rất ok. Đó. Anh em câu ngâm, câu cha, câu cá chê cũng rất êm. Đó, câu cá chim. Rồi, giá công khai một túi này giá sẽ là 20k nha mọi người, 20k một túi mã số 49. Đây, cầm lên cái lửa nó rất là nhẹ. Đó. 49 giá là 20k, 50 giá quá là 20k nhé. Theo sẽ là lửa mã số 51, 52, 53. 51, 52, 53 sẽ là cho người lửa của hãng VH. Đó. Thì cái này mình sẽ có 2, 3 xây, xây số 10, số 11 và số 12. Lửa này sẽ là lửa quang. Đó. Và đặc biệt lửa này ở đầu lửa nó sẽ rút dịp. Đó. Rút dịp và bén. Đây, rất là bén nhớ người, dạng nó rút dịp. Rút dịp hai bên luôn. Lửa này vẫn của Nhật sản xuất nhé, hàng lấy từ Nhật về. Đó. Lửa này thì anh em câu hanh, câu cáp, câu cá chép. Đó. Câu ngâm thì anh em có thể tấm nho. Đó. Tấm nho, câu cá cha. Để mình đo xe lửa cho mọi người xem. Đây. Xe lửa nó mọi người. Đó. Để kế bên cho dễ nhìn. Đây, lửa này lửa số 10, 11. Đây, lửa số 10, 11 và 12. Tương đương với mã số 51, 52 và 53. Đó. Đây, lửa nó sẽ đút cái đầu nhọn, cái đuôi mọi người. Đầu nhọn đây. Đút hai bên luôn nè. Đó. Đó. Nên rất là bén. Lửa này anh em về câu chép dạng săn hàng. Rất là êm nhé. Rồi, giá công khai một túi này thì mình bán với giá là 25k nha mọi người. Lửa của Nhật về, lửa VH. Lửa này nó cũng khá nổi tiếng bên Nhật. Đó. Rồi, tiếp theo mã số này là mã số 45. Đó, 54, 54 và 55. Thì mã 54 lên cho người là lửa của hãng Sakura. Đó, Sakura, hàng nội địa Nhật. Và lửa này sẽ là lửa không ngạnh nha mọi người. Lửa này sẽ là lửa không ngạnh. Đó. À, lửa này câu cá gô cũng rất im nè mọi người. Nó về cho nên có gô đồng. À, câu phi, câu cá. Câu hồ dịch vụ. Để lấy ra đo xây người xem. Và lửa này đặc biệt là rộng nó dài. Và anh em câu gô rất là phê. Mình hay lấy lửa này câu gô với lửa gamma hồi nãy. Đó. Chỗ nào mà gô nó nhỏ nhỏ vừa vừa mình lấy cái lửa này câu. Vì lửa này sẽ là lửa gọng dài. Đó, anh em móc con dế vô á, dế móc tép gì vô rất là dễ. Đó đây, bơm lửa nó thế này. Đó, nó sẽ uốn cong như một tí. Và lửa không ngạnh. Mình hay có gỡ không ngạnh nên dễ cho dễ tháo quá. Đó. Rồi, giá công khai một túi này, giá là 20k nha, 20k một túi. Lửa của hãng Sakura nội địa Nhật. Đây. Đó. Mã số 54. Tiếp theo mã số 55. Thì 54 mình còn chỉ có một xe thôi nhé, xe số 7. Tiếp theo mã 55. Thì 55 mình sẽ có 3 xe. Xe số 3 nè. Đó, lửa nhỏ, siêu nhỏ luôn. Lửa này lửa có ngạnh. Lửa này anh em về câu cá về cái gì liệt nè. Đó. Mã số 3, xe số 3 được 3 túi, xe số 4. Xe số 4 và xe số 5 và xe số 6. Đó. Mình sẽ đo cái lửa xe số 4 người xem nhé. Đo tượng trưng thôi. Đó. Đây. Mấy cái lửa này về cho anh em câu cá cái gì cái liệt rất ít.
Đó, anh em lử nó dạng nó nhỏ mà nhỏ mà phơm nó dạng phơm dài nữa. Đó đây. Đó, dạng nhỏ mà phơm dài có ngạnh. Mấy cái này thì câu miếng cá mà nó nghĩa nghĩa là ngon lành. Đó, anh em câu cá chốt cũng ngon đó. Rồi, giá công khai một túi này mình sẽ bán với giá là 20k luôn nha mọi người, 20k một túi. Cá phơm mình nãy đo là size số 4 nha mọi người. Đó, size số 3 sẽ nhỏ hơn và size số 5 nó sẽ lớn hơn 1 tí. Tiếp theo mã số 56 và 57. Thì 56 57 thì lên cho mọi người tẻo tấm sẵn nè. Đó. Cho anh em nào thích câu cá rô đồng nè, đó, đây, lử này lử không ngạnh của Gamakatsu nhé. Và dây lử này lử số 4 và bên đây là lử lử số 3. Vậy đổi mã này lại cho anh em dễ biết. Rồi, mã 56 á sẽ là lử số 4 và mã 57 sẽ lử số 3. Dây họ dùng vẫn là dây carbon, dây số 6. Đây, lưỡng là lưỡng tương đối nhỏ nha mọi người. Lưỡng này về cho anh em câu cá rô là ok. Đó, câu cá rô rô đồng. Chiên về cái này là chiên rô đồng luôn. Đó. Anh em câu cá mương cũng được, câu cá mương cũng rất ngon. Để mình đo xe lưỡng số 3 cho mình xem. Thì lưỡng này họ bán tại Nhật nó một thẻo này thì nó họ bán là 300 yên, nó ra đâu đó tầm khoảng 60.000 hay 60-70 tiền Việt Nam. Đó. Thì một thẻo lửng này nó sẽ ra là 60 cent. Đó. Lửng này sẽ, nó sẽ được là để xem mấy túi 1 2 3 4 5 6, nó được sẽ là 7 lửng nha mọi người, 7 thẻo nha. Đó. Một máy này sẽ được 7 thẻo để phụ tập cho anh em xem cho dễ. Đây, để một con này ở đây lưỡi nhỏ luôn này, chiên về cho anh em câu rô á, câu rô đồng hay anh em câu cá mương, câu cá giết đó. Rồi giá một kẻo này gì một túi này giá khoảng là 20k, mã 56 20, 57 khoảng là 20. Tiếp theo qua đây là nguyên một lốc lử không ngạnh về cho anh em chiên về cho anh em câu đài. Tiếp theo mã 58. 58 là cho người nằm lử không ngạnh. Đó. Đây lử không ngạnh của Gamakatsu. Mấy cái lử này thì nó siêu bén, siêu nhẹ. Đây lử số 3 nha người, lử số 3, lử không ngạnh Gamakatsu đó. Chuyên về cho anh em có cá mương nha. Một túi này mình bán với giá là 30k nha mọi người. Một túi này sẽ 30k. Mã số 3058 giá 30k. 30k thì mã 58 thì mình có size số 3 và số 4 nha. Anh em cần thì bảo mình đo cận cảnh lại cho size nha. Tiếp theo mã 59. 59 là size số 4 nè. Đó, size số 4 mình có lửa vàng và lửa đen nè. Đó. Lửa vàng thì nó được 14 lửa, lửa đen thì nó được 18 lửa nha. Đó. Form nó cũng nhỏ thôi. Để mình lấy cái lửa ra, vàng ra đo cho người xem. Cái này về cho anh em câu cá mương, câu cá rô đồng. Cái này nó còn nguyên phong. Đây cái này kìa. À, cái này còn lấy ra được nè. Câu cá mương, câu rô đồng rất là ngon. Đó. Lửa không ngạnh nhé. Nhắc kỹ lại cho mọi người là không ngạnh. Chuẩn xây cô đồng. Rồi mình bán với giá là 30k một túi nha mọi người, 30k một túi lưỡi không ngạnh. Thì anh em có thể câu đài thì lưỡi này câu được rất êm nhé. Tiếp theo ở đây là xây số 5. Xây số 5 nha mọi người, à, lớn một tí. Giá cũng vậy mọi người, giá cũng là 30k. Xây số 5 này là lưỡi trắng và xây số 5 sẽ là lưỡi vàng nè. Đó, đây. Giá cũng vậy nha mọi người, 30k một quyển nhé, 30k một quyển lưỡi không ngạnh. Lưỡi số 5 này thì anh em câu đài được rồi. Đó, câu đài câu phi rất êm. Tiếp theo đây lưỡi số 6. Lưỡi số 6 nè, nè. Anh em cái này chiên về đài,
chuyên về coffee rồi, lượng số 6 lượng không ngậm của Gamakatsu. Cái lưỡi không ngạnh này có hàng Nhật thì rất là bén. Đây cái túi này còn niêm phong này, để cái túi nào không niêm phong tháo qua cho dễ. Túi này đó, đây phong lưỡi ở đây đó. Mình thì mình cũng rất thích câu phong lưỡi này đó. Bén và nó gọn. Đây rồi, mã số 62 giá 30k luôn nha mọi người, xe số 6. Tiếp theo mã số 63 vẫn là xe số 6, nhưng mà lưỡi này là lưỡi trắng nhé, lưỡi trắng, lưỡi không ngạnh. Giá vẫn vậy mọi người, giá vẫn là 30k nhé. Tiếp theo xe số 64 là xe số 7, giá là 30k. Tiếp theo xe số mã số 64 là 65 thì nhiều anh em đặt lắm nè. Lữ xe số 8, lữ chuyên về cho anh em công chép coffee, con hồng trụ. Đây mình lấy xe lữ lên đo cho anh em xem. Lưỡi là lưỡi không ngạnh mọi người, lưỡi không ngạnh. Đây, một túi nó sẽ có 18 lưỡi. Và một túi mình bán với giá khoảng là 30k nha mọi người. Đó, này. Lưỡi này còn chép coffee hết bài. Đó. Cái form nó sẽ ôm vô, đóng cá và giữ cá rất êm nhé. Rồi, giá 30k nha mọi người, mã số 65, mã số 65 30k. Tiếp theo mã số 67, 66, 68 là lưỡi không ngạnh nhá, lưỡi số 12 nè, đó. Hình chữ U. Và lưỡi số 13. Giá cũng là 30k một túi nhá. Thì anh em cần thì báo mình đi, mình sẽ chụp hình cận cảnh lên nhá. Chứ báo trên clip này thì quay nhiều lúc nó sẽ sơ qua, anh em không thấy kỹ. Rồi, đó là những lữ và mồi lua mình lên, những lữ và mồi dít hết mình lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em cần thể báo mình lời, báo mình chụp hình cận cảnh lại nha. Rồi, cảm ơn mọi người.